Google giới thiệu Internet phiêu lưu ký tập 3 Đố ai hát được. Con không thích chỗ này đâu. Hãy đi cùng nhau, nhớ không chia sẻ thông tin cho bất kỳ ai. Cùng tìm chú gấu của Bi nào. Bông xù. Sai rồi. Đậu ngọt. Sai luôn. Mau tìm ra mật khẩu, không thì bạn sẽ bị tống cổ. Không bạn không bè gì đâu. Mình làm bạn nhá. Ôm nhá. Con nghe tiếng Bi gấu. Bi, từ từ con. Con ơi. Bánh cá. Ai mà đi đặt tên gấu là bánh cá? Coi ai đến kìa. Là bé Bi hả? Tất nhiên là ta sẽ trả gấu rồi. Mình yêu bạn. Nói tới con gấu, mau. Ta sẽ không nói cho nhà ngươi đâu. Thật sao? Mình làm bạn nha. Đừng có làm bạn gấu đâu. Tên bạn ấy là Nâu Nâu. Nâu Nâu. Tóm được ngươi rồi nha. Đồ bắt nạt trên mạng, hãy dừng tay. Báo cáo vi phạm. Ê, ê, đúng không? Chậm rồi nhà thám hiểm ơi. Giúp mình với, tin tật tí ta lấy được mật khẩu rồi. Đổi mật khẩu nha. Bé lạc được việc ghê, giữ chân chúng nha. Nhanh lên baby. Wow, bạn làm được mà. Khờ quá vậy, làm thì có ai nhanh hơn ta chứ. Tạo mật khẩu mạnh đi con gái ơi. Dạ, con đang cố đây. Chậm rồi nha. Hớp, gãn mạng hay sao vậy? Trời không, cố lên chứ. Xong rồi. Ấy chà chà. Được rồi, chúng ta ra khỏi đây thôi. Không, bạn sống ở đâu, tên thú cần là gì? Tôi cần phải biết đó. Nè, em đã đổi mật khẩu thành gì vậy baby? Không, bí mật của em mà. Bạn cầm đi, Nâu Nâu lúc nào cũng ở bên cạnh động viên mình. Giờ Nâu Nâu sẽ giúp bạn nha. Ôm nhé. Woohoo. Bé Lạc, mình đi nha. Chờ em với. Thật vui vì bé Bi và gia đình đã hoàn thành chuyến phiêu lưu. Chúng ta đều đã trở thành người dùng Internet tuyệt vời để tự tin khám phá thế giới trực tuyến an toàn hơn bằng cách dùng mật khẩu mạnh và giữ kín thông tin cá nhân của mình. Nào, chúng ta hãy cùng học cách chế tạo một mật khẩu thật mạnh. Hãy cùng tải xuống hoạt động dưới đây. Thảo luận về an toàn trực tuyến sẽ giúp tất cả chúng ta trở thành người dùng Internet tuyệt vời. Bất cứ khi nào bạn cảm thấy nghi ngờ, hãy lên tiếng. Chúc các bạn hành trình an toàn và may mắn.